Hè là thời điểm trẻ em có quỹ thời gian dành cho vui chơi giải trí nhiều, trong khi các bố mẹ thì vẫn phải đi làm. Vì vậy, không ít gia đình cho con em sử dụng Internet thoải mái khi ở nhà. Tuy nhiên, giữa ma trận thông tin trên Internet, không ít trong số đó là thông tin xấu độc, và trẻ em cần được bảo vệ trước điều này. Trong các năm qua, số bệnh nhân ở lứa tuổi đi học phải đến khám và điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai do ảnh hưởng từ Internet và mạng xã hội ngày một tăng. Điều này cho thấy mặt trái của không gian mạng đã và đang tấn công tiêu cực vào trẻ em. Vì não bộ đang phát triển, do vậy nó sẽ làm thay đổi cái quá trình nhận thức của các cháu và làm biến động những cái cảm xúc và hành vi của các cháu. Các cháu nhỏ là sự khám phá tìm tòi. Do vậy, khi thấy được những cái thông tin quảng cáo, những cái hoạt động trá hình thì các cháu bắt chước. Ví dụ như là đua xe, các cháu có thể bắt chước. Ví dụ như thuốc lá điện tử. Không gian mạng với vô vàn những thông tin, khi trẻ có quá nhiều thời gian trống, nhất là vào dịp hè, việc sử dụng mạng càng gia tăng. Nếu không có sự kiểm tra, giám sát, việc các thông tin xấu độc ảnh hưởng đến các em là dễ dàng. Sử dụng Internet quá nhiều cũng có thể dẫn đến trẻ bị sử dụng nghiện Internet, hay là trẻ em cũng có thể bị bắt nạt trực tuyến. Và một trong những cái rủi ro tiêu biểu nữa là liên quan đến việc là trẻ em cũng có thể bị dụ dỗ tham gia vào các hoạt động phi pháp. Nước ta đã có chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025, huy động sự vào cuộc của nhiều cơ quan nhằm thu thập, phân tích, cảnh báo sớm, ngăn chặn, xử lý nội dung vi phạm pháp luật về trẻ em. Tuy nhiên, để có thể sát sao hơn cả, gia đình và nhà trường có vai trò quan trọng trong việc định hướng, giúp trẻ tránh xa những cám dỗ trên môi trường mạng. Khi mà bố mẹ mà đưa cho các con một thiết bị điện tử thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo rằng là các cái khi con tiếp cận với cái thông tin trên thiết bị điện tử đó là an toàn, bởi bây giờ thì có rất là nhiều những cái phần mềm cài đặt để chặn những cái trang mạng xấu và độc để trẻ em có thể tiếp cận. Một cái điểm thứ hai rất là quan trọng nữa là chính bố mẹ cũng cần phải nâng cao được cái kiến thức và kỹ năng tiếp xúc an toàn trên môi trường mạng, bởi chính khi bố mẹ trang bị được những cái kỹ năng đó cho bản thân mình thì cũng có thể giúp con. Việc xem các video, clip trên mạng không chỉ đơn thuần giải trí mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển tư duy và hành vi của trẻ. Vì vậy, phụ huynh cần cùng con chọn lọc các ấn phẩm phù hợp, từ đó bảo vệ giúp đỡ trẻ có nhận thức đúng đắn và sử dụng Internet một cách hợp lý. Thưa quý vị, đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của Báo Nhân dân đã kết thúc đầy hào hứng, sôi nổi và thành công, với điểm nhấn lớn nhất là sự lan tỏa rộng rãi của phụ san Báo Nhân dân đặc biệt bức tranh panorama chiến thắng Điện Biên Phủ tới đông đảo bạn đọc, công chúng trên khắp cả nước. Gần 300.000 bức phụ san panorama đã được chuyển đến độc giả trên giải đất hình chữ S, đến tận đảo xa và vươn ra ngoài lãnh thổ. Đó chính là niềm vui, niềm tự hào và là niềm vinh hạnh của những người làm báo đảng. Ngay sau khi thông báo nhận miễn phí bức tranh panorama chiến thắng Điện Biên Phủ, từ sáng sớm đã có rất nhiều bạn trẻ xếp hàng tại văn phòng cơ quan thường trực Báo Nhân dân tại Cần Thơ. Hào hức, xúc động, đó có lẽ là những cảm nhận chung của các độc giả trẻ miền Tây khi cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt và đầy ý nghĩa này. Thông qua bức tranh panorama này giúp em một lần nữa ôn lại về lịch sử, cũng khiến em tự hào về các chú các bác, và em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng các chú các bác đã hy sinh ở nơi đây. Không chỉ có những độc giả trẻ mà ngay cả những người cao tuổi ở câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ cũng hết sức hào hứng trước ấn phẩm độc đáo này. Ôn lại lịch sử bằng cái phương pháp, bằng cái công nghệ mới, tôi thấy rất quý, là rất phấn khởi. Rất mừng, sẽ hy vọng Báo Nhân dân sẽ tạo những cái điều kiện mới hơn, những cái hình ảnh mới hơn để cho mọi người, mà nhất là thế hệ trẻ, gần gũi hơn với lịch sử của dân tộc của mình. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, ấn phẩm đặc biệt đã được phát tặng hết cho các độc giả ngay từ những ngày đầu tiên. Cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt, các em học sinh chăm chú xem kỹ từng chi tiết và vô cùng hào hứng với cách tương tác độc đáo của ấn phẩm này. Thì em thấy rất là hay, tại vì mình có thể có một cái timeline ở trên cái báo về cái chiến thắng Điện Biên Phủ một cách rất là rõ ràng, và hình ảnh em thấy cũng rất là đẹp. Và cái tưởng lần này em thấy có thể tiếp cận đến nhiều bạn trẻ, và không chỉ đó mà em thấy rằng là có thể kết nối thế hệ được nữa, tại vì nó được in trên báo và vừa là một cái trend mới luôn, nên em thấy khá là thú vị.
chung là rất là vui. Từ cái hôm mà có thông tin trên báo Nhân dân có một cái tờ đặt sang riêng á, thì cũng tìm, nhưng mà thực ra là số lượng nó có hạn. Thì hôm nay mới biết là thể theo cái nguyện vọng của bạn đọc á, thì báo Nhân dân có in thêm bổ sung thì mới đến đây. Ở đây bước chính là để giáo dục về lịch sử cho các em học sinh. Một ví dụ như mình học trên sách vở thì nó lại câu chuyện nó khác. Rồi có những cái tranh ảnh, tư liệu, minh họa thì cái không gian và cái cách học của em nó sẽ khác hơn, nó trực quan, nó sinh động hơn. Từ núi cao tới hải đảo, từ đồng bằng cho tới vùng biên viễn xa xôi của Tổ quốc, những bức tranh panorama mang thông điệp của lòng yêu nước, của niềm tự hào về những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc đã được trao gửi đến các thế hệ những người dân Việt Nam trên khắp dải đất hình chữ S. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và ra quân chiến dịch làm sạch môi trường tỉnh Ninh Bình năm 2024. Hiện vấn đề môi trường của tỉnh Ninh Bình còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư vẫn còn vi phạm luật bảo vệ môi trường. Môi trường trong khu dân cư, trong khu vực nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại. Nhất là thu gom, xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, công tác quản lý và kiểm soát các nguồn thải chưa được chặt chẽ, ý thức của người dân về thu gom vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật chưa cao. Ngày Môi trường Thế giới năm nay với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, Ninh Bình kêu gọi các sở ban ngành, đoàn thể và các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, quản lý các nguồn tài nguyên một cách hợp lý, tăng mật độ cây xanh, trồng rừng và bảo vệ rừng, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 390.000 ha rừng tự nhiên với hệ thống động vật rất phong phú gồm 1.811 loài. Thời gian qua, ngành kiểm lâm của địa phương này đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa tận gốc các hoạt động săn bắt, buôn bán, vận chuyển và sử dụng động vật hoang dã. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên có diện tích hơn 24.700 ha, là nơi sinh sống của 34 loài động vật nằm trong mức đe dọa toàn cầu. Để bảo vệ động vật hoang dã, bên cạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra, tháo gỡ và thu giữ hàng nghìn bẫy thú các loại. Có các cái người, người ta thường xuyên lén lút đi đánh bẫy để bắt thú rừng, nhưng mà được chúng tôi tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và trong thôn ấy, thì hiện nay là cũng thấy giảm. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, các gia đình được tuyên truyền vận động ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, tiêu thụ các loại động vật rừng. Tình trạng săn bắt động vật rừng hoang dã ở vùng đệm của khu bảo tồn đã giảm đáng kể. Người dân đã chủ động giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã để thả về rừng tự nhiên. Đến trường hợp mà có súng săn phát hiện và súng kíp, chúng tôi sẽ gọi ra ủy ban để xử lý. Tình tiết là mang tính chất là gian đe để cho các nhân dân công tác tuyên truyền để làm sao nhân hiểu được để trong cái bảo tồn của cái khu bảo tồn Pù Hu. Chi cục kiểm lâm sẽ chủ động thực hiện các cái công tác kiểm tra kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cái hành vi săn bắn, bẫy bắt, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo trái pháp luật động vật hoang dã, các sản phẩm động vật hoang dã và kiên quyết sẽ không để xảy ra các cái tụ điểm, các cái chợ mua bán động vật hoang dã trái pháp luật. Trong 3 năm qua, trên 500 chuyên đề kiểm tra, kiểm soát được triển khai tại Thanh Hóa, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, tổ chức tái thả trên 400 cá thể động vật hoang dã vào rừng tự nhiên.